còn Luân Ma Chủ tầm 175 Hạo Sương chết đi Bọn họ cần lo lắng uy hiếp từ phía đồng tể Đồng thời Triệu Nguyên Phong Cũng hoàn ngoãn tới triều đình Bắc Yên Tạ tội, thay đổi hết sức khiêm cung Sở hữu còn tìm thời gian Tới lục đô một chuyến Đưa hết những người còn lại của Thương Thành ra ngoài Thật ra sở hữu cũng rất hứng thú Với những người khác trong lục đô Nhưng y vẫn không làm gì Nguyên nhân rất đơn giản Bây giờ y còn chưa có năng lực khống chế những người đó sở hữu có thể khống chế người của thương thành là vì có thương thiên lương bây giờ thương thiên lương đã hoàn toàn đứng về phía y mà thương thiên lương có thể quản lý toàn bộ thương thành còn những người khác trong lục đô sở hữu không dám cam đoan bên phía mai kinh điên cô nàng chỉ dùng không tới một tháng đã thuận lợi bước lên cảnh giới chân hòa luyện thần khi sở hữu đứng ngoài cửa nghênh đón cô nàng xuất quan thấy sở hữu đứng đó mai kinh điên đăng ý mỉm cười trước kia lúc nào cũng là ta đứng đầy đón người xuất quan hiếm lắm mới có mấy lần ta được đại ngộ như vậy hiện nhiên thiên phú của sở hưu khiến cho rất nhiều người tuyệt vọng ít nhất là mai kinh điên thấy y bế quan đột phá cảnh giới rất nhiều lần rồi mỗi lần sở hưu đều mang tới cho người khác bất ngờ hay nên nói là sự kinh hãi còn lần này cô đột phá cảnh giới trần hỏa luyện thần tuy không thể sách với sở hưu nhưng ít nhất không đến nỗi mỗi lần đều bị đả kích vừa bước vào cảnh giới trần hỏa luyện thần trên người của Mai Kinh Điên luôn có cảm giác cực kỳ quái dị. Tùy tướng mạo của cô nàng không thay đổi, nhưng khí chất lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, vô cùng đặc quyến rũ. Thậm chí bản thân của sở hưu vừa thấy cô nàng cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp này. Sở hưu lạnh nhạt nói, không sao, lần sau sẽ lại là người ngành đón tạ xuất quan. Mai Kinh Điên che miệng, cứ định bước lên cảnh giới tiền địa thông huyền sao? Đối đại là người khác, chắc chắn Mai Kinh Điên sẽ cho rằng đối phương đang nằm mơ. Nhưng nếu là sở hưu, cô nàng cũng không dám khẳng định đâu. Sở hưu vẻ mặt nghiêm trang nói, người đoán đi. Nói xong thì sở hưu trực tiếp bỏ đi, để lại Mai Kinh Điên sắc mặt hơi hồ nghi. Cô nàng thật sự không đoán được sở hưu nói thật hay đang lừa gạt mình. Ba tháng sau sở hưu đã xử lý xong xuôi mọi chuyện, chuẩn bị tới hải ngoại lần nữa. Nhưng chuyện lần này có liên quan tới giới ma đạo, cho nên sở hưu dẫn chỉ theo người của nhánh ẩn ma. Có bốn người đi theo y, cùng Nguyễn Thương Nhai, Lục Giang Hà, Mai Kinh Điên và Chữ Vô Kỵ. Trước mắt sở hữu vừa giao chiến với bên phía Đông tề, không tiện đi ngang qua Đông tề, cho nên y làm như lần trước, tới để Lục Thiên Ma Tông ở Nam Hải, mượn một chiếc thuyền từ chỗ y ba tuần, rồi trực tiếp đi từ Nam Hải về Đông Hải. Lúc này trên trí tôn đảo ở Đông Hải, hòn đảo này đã nổi tên thành Thanh Phong Đảo. Bạch Đồng Đài thật biết lung lạc lòng người. Bản thân hắn biết mình không thể sánh được với Hoác Hành Tôn, không thể đi theo con đường bá đạo tuyệt đối, cho nên hắn đi theo con đường thân thiết. Bạch Đồng Đài công khai tuyên bố, Thanh Phong Hải không có trí tôn, cho nên trí tôn đảo đổi tên thành Thanh Phong Đảo. Mang ý nghĩa, hòn đảo chung của tất cả võ giả trong Thanh Phong Hải, ai cũng có thể lên đảo được. Nhưng trên thực tế, đám người Bách Đồng Đài vẫn là người chấp trưởng trí tôn đảo này. Lúc này Bách Đông Lai đang ở trên trí tôn đảo xử lý một số chuyện phức tạp. Sau khi trở thành người thống trị thành phòng hải trên thực tế, trên tay Bách Đông Lai cũng có rất nhiều chuyện phiền toái. Lúc này đột nhiên có hạ nhân tết bẩm báo nói sở hưu đại nhân trở về. Bách Đông Lai lập tức giật mình. Không sai, chỉ có kinh hãi, không vui, không mừng. Sau trận đại chiến trí tôn đảo, Bách Đông Lai chứng kiến lực lượng cường đại tới mức người khác phải run sợ của sở hưu. Nhưng tương tự y cũng rất e ngại lực lượng đó. Hợp tác với sở hữu một lần là đủ, hắn cũng làm theo yêu cầu của sở hưu, tấn công đồng tề rồi, còn tiện tay đoạt lấy đại lượng tài nguyên. Vốn hắn cho rằng liên hệ giữa hai bên dừng lại ở đây, kể cả lần trước, sở hữu nói bọn họ sẽ còn gặp mặt. Bạch Đồng Đài cũng chỉ coi là sở hữu khách giáo mà thôi, không ngờ y thật sự tìm tới tận cửa. Chuyện này khiến cho Bạch Đồng Đài không thể làm thế nào được. Trong lòng càng ngờ vực, rốt cuộc sở hữu tới đây làm gì, chẳng lẽ y có ý đồ gì với khu vực Đông Hải này sao? Tuy trong lòng hết sức đã nghi vấn, nhưng Bách Đông Lai vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mang nụ cười ấm áp ra ngoài. Thế ngoài đại sảnh, ngoài sở hưu ra, còn có đám người Ngụy Thư Nhai. Bách Đông Lai vô thức giật mình. Ngụy Thư Nhai, Lục Giang Hà, Mai Kinh Liên, Trừ Vô Kỵ, đây là bốn cường giả chân hỏa luyện thần. Thậm chí, hắn không nhìn ra sâu cạn của ba người trong số đó đây là lực lượng của sở hưu tại trung nguyên hay sao? thật là quá khủng bố. nghĩ tới đây thái độ của bách đông đai cũng khiêm tốn. hắn cúi đầu hành lễ với sở hưu rồi nói. không ngờ lại được gặp sở đại nhân sớm như vậy. xem ra sở đại nhân đã phá giải nguy cơ bên phía trung nguyên. thật là đáng chúc mừng. năm người ngụy thư nhai thấy thái độ của bách đông đai cũng rất ngạc nhiên. đi do là thái độ của vị bá chủ đông hải này khi gặp mặt sở hưu lại quá hạ mình thậm chí có thể nói là cúm núm rốt cuộc sở hữu đã làm chuyện người người oán trách như thế nào ở đông hải mà dọn người ta tới nước này đây nhìn bộ dạng của bách đông đai sở hữu cũng đoán được suy nghĩ của đối phương y cười ha hạ nói bách tiên sinh đừng căng thẳng thế ta không hứng thú với thế lực giang hồ ở đông hải đâu lần này ta tới chỉ là tìm đồ mà thôi bách đông Đài thầm thờ phàm một tiếng cũng cười lớn đáp lời sao sở đại nhân lại nói thế sao ta lại căng thẳng chứ? Sợ đại nhân muốn tìm cái gì, tại hạ sẽ dốc hết sức lực phối hợp. Sở hưu vẽ lại bản đồ biển từ những hình ảnh mà tâm ma kia khai thác được, đương nhiên cũng có chỗ sai sót. Ta muốn tìm một hòn đảo trong vùng biển này, nhưng không quen thuộc với khu vực hải ngoại, cho nên cần nhờ bách tiên sinh hỗ trợ. Nghe sở hưu nói vì chút chuyện nhỏ này, bách đồng đài lại thở vào một hơi. Nhưng khi bách đồng đài thấy bản đồ này, hắn lại co mày nói là vị trí giờ đã nhận muốn tìm hơi khó. Theo như vị trí khu vực biển này thì nó nằm giữa liệt phong hải và thanh phong hải. Nhưng biển rộng vô biên vô tận, thường thì đi qua đi lại giữa thanh phong hải và liệt phong hải là theo tuyến đường cố định. Trước đây tại hạ từng đi qua hai nơi này vài lần, nhưng chưa từng thấy vùng biển này. Hơn nữa bản đồ này miêu tả quá mơ hồ, muốn dựa vào nó mà tìm được vị trí thì hơi khó. Nói xong câu đấy, Bạch Đồng Đài thấy ánh mắt sở hưu như đang trầm xuống. Hắn vội vàng giải thích. Đương nhiên không phải là không có cách khác. Tại hạ không tìm được, nhưng chắc chắn có người sẽ tìm được. Gọi Tông Lão Tam tới đây cho ta. Đó đoạn Bạch Đồng Đài trực tiếp cho người dẫn một lão già gầy gò, vóc người dáng dấp gầy gò vô cùng đến đây. Thực lực của lão chỉ có cảnh giới tiền thiên. Nhưng sau khi thấy Bạch Đồng Đài lại có vẻ rất hoảng hốt. Bạch Đồng Đài chỉ vào ông lão kia rồi nói, người này từng là thuộc hạ của phó lòng khiếu người cầm lái lầu nằm nhất của thường lòng hạm đội từ khi sinh ra đã sống trên biển rộng hắn đã theo phó lòng khiếu qua lại giữa liệt phong hải và thành phong hải vô số lần kinh nghiệm vô cùng phong phú ta không tìm được vị trí trên bản đồ nhưng tống lão tam thì có thể nói xong bách đồng lai đưa mắt nhìn sang phía tống lão tam rồi nói tống lão tam đây là cơ hội cho người đấy giúp sở đại nhân tìm được nơi đây tuy không còn thương lòng hạm đội nhưng vẫn còn hạm đội của thương thủy các ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho người một chiếc thuyền để người làm thuyền trưởng. Tống Lão Tam nghe xong vội vàng vỗ ngực nói. Đại nhân cứ yên tâm, Lão Hổ phiêu bạt cả đời trên biển rộng. Có bao nhiêu hải đảo, Lão Hổ cũng biết hết, chắc chắn không phụ lời dặn của đại nhân. Thương thông hạm đội của phó lòng Kiếu đã bị bách đồng đài gột rửa bột phen. Tống Lão Tam này có thể tránh được kiếp nạn vì hắn chỉ là tiểu nhân vật, không ai để ý tới. Sở hữu đưa bản đồ cho Tống Lão Tam rồi hỏi Chắc chắn được bao nhiêu phần Tống Lão Tam quan sát cẩn thận bản đồ rồi mới nói Không dám nói là chắc chắn bởi phần Nhưng ta từng đi qua khu vực gần vùng biển này Có thể tính ra vị trí đại khái Có thể nói là chắc chắn được 8 phần Nghe Tống Lão Tam nói vậy Sở hữu cũng không trì hoãn nữa Trực tiếp dẫn Tống Lão Tam tới liệt phòng hải Tìm hòn đảo nhỏ kia Tống Lão Tam này không hổ là người Được Bách Đông Lai đề cử Cũng rất có bản lãnh đối phương chỉ dựa vào tấm bản đồ mơ hồ trong một tháng lại thật sự tìm được vùng biển kia vùng biển này đúng là trong khu vực tiếp giáp giữa thanh phong hải và liệt phong hải nhưng lại cực kỳ vắng vẻ hơn nữa sóng gió xuất hiện liên tục ít thuyền bè đi qua nơi đây cho nên nhiều năm qua từ trừ ảnh ra tình cờ đến đây hầu như không một người nào phát hiện ra chúng tống đạo tam chỉ một hải đảo ở phía xa xa rồi nói thưa đại nhân vùng biển này chỉ có một hòn đảo nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn là nơi đó rồi tìm được nơi này rồi tống đạo tam cũng thở phào nhẹ nhõm nhiệm vụ do đại nhân vật đưa ra làm xong thì có thưởng nhưng không làm xong không kéo mất luôn cả cái mạng nhỏ sở hữu gật đầu nói tôi được rồi thời gian tới người cứ ở đây chờ chúng ta lên đảo xem thế nào nói đoạn sở hữu và đám người quỷ thương nhai leo lên hòn đảo kia với bước lên đảo bọn sở hữu đã cảm nhận được một luồng ba khí cực kỳ tinh thuần Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên là không sai, chắc chắn là chỗ này rồi. Men theo luồng ma khí đó, mọi người tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng thấy được ngọn nguồn của nó là một hang động sâu không thấy đáy. Chắc hẳn vô tâm ma tôn và một ma tôn khác của côn luân ma giáo đã vẫn lạc tại đây. Trong hang động đen kịt, từng luồng ma khí tinh thuần ập tới. Sở hữu không lỗ mãng tiến vào, vì y còn nhớ, trước đó anh từng đi vào kết quả trong thương gần chết mới thoát ra được. Trước đó, anh đã cường giả tán tu của Liệt Phong Hải, những hảo hữu của hắn cũng là cường giả chân hoạt luyện thần, kết quả tất cả đều vẫn lạc tại đây, có thể thấy rốt cuộc trong hành động này nguy hiểm tới mức nào. Sở hưu nói với Lục Giang Hà, rốt cuộc trong khuôn luân bà giáo năm xưa, vô tâm ba tôn và các vị ma tôn khác là người như thế nào, bọn họ sẽ lưu lại thủ đoạn gì? Lục Giang Hà không cần suy nghĩ, lập tức nói ngay. Ngoài hồng liên ma tôn ra Chắc chắn không có ai tốt đâu Hơn nữa người không nghĩ xem Đã thành ma tôn rồi Sao có thể là thứ người tốt chứ Ai mà chẳng là loại trời đánh thánh vật chứ Nếu bọn họ lưu lại thủ đoạn ở đây Vậy không cần phải nói Chắc chắn là nguy hiểm tới cực hạn rồi Nếu bọn họ đang lưu lại thủ đoạn ở đây Vậy không cần phải nói Chắc chắn là rất nguy hiểm rồi Sở hữu suy nghĩ cũng đúng Chắc chắn sẽ nguy hiểm rồi Nên phải cẩn thận thôi Người đi dẫn đầu vẫn là sở hưu, dù ra mọi người ở đây y là người có thực lực mạnh nhất hơn nữa da dày thịt béo gặp nguy hiểm gì thì khả năng kháng cự cũng cao hơn một chút vừa vào trong hang động mọi người đã phát hiện một thi thể rách nát ở phía trước lục giang hà nhìn qua trận pháp dưới chân thi thể tặc lưỡi nói nghịch chuyển thiên ma đại trận người vào trận thì tất cả chân khí trên người sẽ biến thành ma khí nếu không thể kiên trì sẽ trực tiếp nổ tung mà chết Đại trận này chắc do vô tâm hay người khác sử dụng lực lượng khí huyết khắc họa, uy lực thật cường đại, đã có người trúng chiêu rồi. Nhưng tên này cũng không yếu, còn có thể giãy giụa, xe tàn trận pháp. Nhưng hắn cũng không chống cự được đâu, ngược lại còn giúp người tháo bớt một cái bẫy. Đang người sở hữu đi tiếp, trên đường cũng không gặp thứ nguy hiểm gì. Nhưng thật ra, nói đúng hơn, dòng con đường này đều là cảm bẫy cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Lục Giang Hàn nhận ra hết, đều là thủ đoạn của côn luân mà giáo năm xưa. Nhưng may là những cảm bấy này đều bị đám hào hữu của ảnh dùng tính mạng phá hủy một lượt, ngược lại làm lợi cho phía sở hưu. Nhưng khi mọi người xuống dưới đáy hang động, một luồng ma khí kia lại càng lúc càng đậm đặc, thậm chí xem trong đó còn có mùi hồi thối nồng nặc. Khi bọn sở hưu tới điểm cuối của hang động, chứng kiến thứ ở trong đó, ai đấy hít một hơi khí lạnh vào trong bụng. Điểm cuối cùng hang động là một đại điện lớn nhưng lúc này mọi người không thể thấy rõ tình hình bên trong cung điện, bởi vì toàn bộ đại điện này đều bị một con rắn đen khổng lồ che lấp mất. Con rắn đó vô cùng to lớn, thân thể dài tới vài trượng, nó đang cuộn mình trên không trung, không thể đo nổi chiều dài. Điều đáng sợ nhất là trên đỉnh đầu của con rắn đen này có hai cái sừng mơ hồ, rõ ràng đây là dấu hiệu sắp hóa thành giao long. Trong mảnh vỡ ký ức, tụy ảnh đi từ trong hang động ra, nhưng vẫn bị thứ gì đó trùy sát bây giờ xem ra thứ đuổi giết hắn là con rắn này đây. Khi tức trên người con rắn này cực kỳ khủng bố, thậm chí khiến sở hưu cũng cảm thấy áp lực. Võ giả chân hỏa luyện thần bình thường đứng trước mặt hùng thú sắp hóa giao long đúng là không đáng nhắc tới. Lúc này, Lục Giang Hà kinh ngạc lại nói là tiểu hắc, nhưng sao tiểu hắc lại lớn đến vậy? Tiểu hắc ư? Ừ. Lục Giang Hà gật đầu nói, tiểu hắc là thú cưng của vô tâm ma tôn. Nghe nói là một con rắn lớn có huyết mạch hắc long thời thượng cổ. Khi đó chỉ cần ai chọc tới vô tâm bà tôn sẽ bị hắn đánh gãy cả ngũ chi đem đi đuổi tiểu hắc. Tới cuối cùng, con xúc sinh này được nuôi tới mức cực kỳ kén ăn, rất cảnh giới chân đan là nó không thèm ăn. Nhưng khi đó tiểu hắc đâu có lớn thế này, hùng thú cũng không giống như loài người, cho dù đã qua 500 năm cũng không thể to lớn đến như vậy được. Lục Giang Hà lầm bầm. chợt nhìn thấy ấn ký đỏ máu trên trán còn rắn đen kia, hắn đột nhiên biến sắc Công ngờ vô tâm ba tôn lại dùng máu trong tim của mình để nuôi dưỡng tiểu hắc chẳng trách hôm nay nó lại to lớn tới mức như thế đang nói con rắn đen kia như cảm ứng được động tĩnh bên ngoài chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía đám người sở hưu lục giang hà mỉm cười đi lên phía trước chào hỏi tiểu hắc không biết người còn nhận ra bản tọa hay không lục trương bản tọa còn giết hai con lừa chọc của đại quang bình tự để cho người ăn thịt đấy vô tâm Ba tôn nói lũ lừa trọc của đại quang bình tự rất dẻo dai người lại thích ăn chúng nhất đôi mắt dọc đỏ tươi của con rắn đen chăm chú nhìn lục giang hà một khắc sau nó mở cái miệng lớn phun thẳng nọc độc đèn nhánh về phía lục giang hà khiến cho lục giang hà giật mình hóa thành một luồng huyết màng né tránh nọc độc bộ đen của nó rời xuống nước không ngờ lại ăn mòn thành một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy có thể thấy độc tố kia khủng khiếp tới giường nào Sở hưu về mặt quái dị nhìn Lục Giang Hà. Đây là tiểu hắc mà người nói đấy sao? Hình như nó đâu có quen người chứ. Lục Giang Hà về mặt buồn bực nói. Chắc chắn là vì ấn ký tầm huyết của vô tầm ma tôn. Cho dù con súc sinh này có huyết mạch hắc long, nhưng chỉ có một chút mà thôi, vốn không chịu đội ấn ký tầm huyết của vô tầm ma tôn. Người không biết vô tầm bà tôn mạnh tới mức nào. Với trình độ của Lăng Vân Tử, thì một bàn tay của vô tầm bà tôn cũng có thể đập chết hắn khi còn xúc sinh này nhận được tâm huyết của vô tâm ma tôn nhưng không cách nào có thể tiêu hóa được chắc chắn đã khiến linh trí tổn hại bây giờ đã hoàn toàn điên cuồng mất rồi lục giang hà vừa dứt lời con rắn đèn khổng lồ đã trực tiếp đập đuổi tới vì thế như bài sơn đào hải nếu không phải hang động này quá nhỏ ảnh hưởng tới nó không khéo nó có thể đánh tan nát cả một ngọn núi năm người lục giang hà vừa né tránh nó vừa liên tục xuất hiện nhưng ai cũng buồn bực phát hiện bọn họ có ra tay cũng chẳng có tác dụng gì. Lớp vải của con rắn này có sức phòng cự quá kinh khủng đi. Lưng nguyệt nhận của chữ phù kỵ chém lên vải của nó, chỉ làm dấy lên hàng loạt tia lửa lớn. Thế công của Ngụy Thư Nhai và Lục Giang Hà cũng không thể xuyên qua lớp vải của nó, không khiến cho nó tổn thương. Mạch Kinh Liên càng không phải nói, sang nước đại pháp của cô nàng không có tác dụng gì với con xúc sinh đây. Tăng Nguyệt Đao hiện lên trong tay của sở hưu y trực tiếp ra tay toàn lực đạo ý phá tự quyết được thi triển đào màng sắc bén không gì không phá sẽ rách lớp vảy của con rắn đen khiến cho đại lượng máu tươi của nó phun ra nhưng đối với con rắn đen khổng lồ này hiện nhiên thương thế như vậy cũng không mấy tác dụng ngược lại khiến nó càng thêm điên cuồng hơn sở hữu nhíu mày có con xúc sinh để bảo hộ muốn lấy đồ bên trong cũng rất là khó khăn sở hữu suy nghĩ nhảy lên bên trên không cơ lại lao tới đỉnh đầu của con rắn đen kia. Một khắc sau, Pháp tướng Đại Nhật Như Lai hiện hiện sau lưng của y, Phật quang vùng lên trong tay, trực tiếp ấn xuống đầu con rắn đen, ép nó xuống đất. Con rắn đen không ngừng giãy giụa, sở hữu trầm giọng nói, chế ngự nó giúp ta. Đám người lục giang hà lập tức ra tay sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình để kiềm chế thân thể con rắn đen. Một khắc sau, sở hữu xuất từng quyền một đánh vào người con rắn, nhưng không phải cương khí mà là tinh thần lực tinh thuần tới cực hạn. Con rắn đen này vốn có huyết mạch hắc long, cũng có một chút dị năng, lớp vải trên người của nó không sợ sát thép, không sợ cương khí, thậm chí có thể phòng ngự cả tinh thần lực. Nhưng lúc này, sở hữu đánh từng quyền liên tiếp, trực tiếp dùng tinh thần lực mạnh nhất bám lên trên đám tay, đánh vào cơ thể con rắn đen kia, tạo thành chấn động tinh thần vô cùng dữ dội. Tinh thần lực cường đại không ngừng đánh vào cơ thể con rắn đen, góp gió thành báo, trực tiếp phát tàn tình thần lực của con rắn đen kia. Chốt của con rắn đen cũng ngừng rãi ruộng, ngã dưới đất. Hai mắt tuy vẫn đỏ máu, nhưng không còn hung tính, đờ đẫn vô thần. Tuy nó không chết, nhưng đã thành cái xác không hồn, bị sở hữu đánh thành rắn thực vật. Mọi người ở đây đều thở dài một tiếng, không một ai nghĩ tới thứ này để khó đối phó đến như vậy. Sau khi vượt qua thi thể của con rắn, mọi người mới thấy điểm cuối của cửa hang động hai bóng người ngồi ngay ngắn trên phương tọa bằng đồng xanh. Một người vóc dáng cao gầy, gương mặt âm trầm và lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác không rét và run. Người còn lại là một lão già, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Tuy hai người này đã chết, nhưng trên người bọn họ vẫn tỏa ra ma khí cường đại. Cho dù chỉ là thi thể thôi, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của hai người này khi còn sống. Sở hữu đưa mắt nhìn sang vết lục sang hà rồi nói là vô tâm ma tôn phải không? Lục Giang Hà thần sắc phức tạp, gật đầu nói, đúng là vô tâm ma tôn và thiên khốc ma tôn. Vô tâm ma tôn tính cách âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, tuy chiến lực của hắn không phải mạnh nhất trong tứ đại ma tôn, nhưng lại là người tông bồn chính đạo, không muốn giao thủ nhất. Bởi vì hắn cực kỳ hung ác, bởi vì hắn hết sức điên cuồng, đã đánh là như không muốn sống. Trong mắt của hắn, xưa này không có hai chữ thỏa hiệp, chỉ có sống và chết thôi. Cho dù trong cung luân bà giáo, phần lớn mọi người không dám trêu chọc hắn. Có thể nói ngoài giáo chủ ra, hắn chưa từng có thái độ tốt với bất cứ ai. Vì trọng áo choàng đen là thiên khốc ma tôn, bối phận của hắn rất cao. Khi giáo chủ chưa xuất hiện trên đời, hắn là kiều hùng ma đạo đương thời. Chỉ có điều thiên khốc ma tôn hiểu biết rất tạp. Ban đầu trong ma đạo, thiên khốc ma tôn được ca tụng là người tính toán thiền cờ đệ nhất trong ma đạo người thôi diễn trận đạo đệ nhất trong ba đạo, người chế tạo binh khí đệ nhất trong ba đạo, người luyện chế đan dược đệ nhất trong ba đạo. Nói tóm lại, hắn biết rất nhiều thứ, cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, thì trong ba đạo cũng không ai dám so sánh với hắn. Những trận pháp ở bên ngoài chắc là kiện tác của hắn, ta phải đoán ra mới phải chứ. Trước khi chết mà còn bố trí được trận pháp cường đại tên như vậy, ngoài thiên khốc ma tôn ra không còn một ai khác đâu. Lão nhân này là người không tệ, nếu bình khí của ai có vấn đề tới nhờ hắn sửa, hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn có một thói quen không tốt cho lắm, lúc nào cũng thích lôi kéo người khác nói chuyện phiếm. Nói xong bắt đầu khóc lóc thảm thương, lùng giết người, hắn cũng khóc, khóc xong thì lại giết người, khóc tới mức người ta phải kinh hãi đấy. Lục Giang Hàn nói chuyện về hai vị bà tôn trong quá khứ, tâm trạng cũng rất là phức tạp. Cùng đoàn bà giáo đã bị hủy diệt nhiều năm, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này tận mắt chứng kiến những cường giả ma đạo kề vai sát cánh với mình năm xưa. Ít nhất hắn cho là kề vai sát cánh chứ không phải theo sau lưng người ta gạt đầu người. Lúc này thấy thi thể của hai người, cho dù hắn không đền thần đến bước nào thì cũng thấy thổn thức, có cảm giác cảnh còn như người đã mất. Hai vị ma tôn của côn luân ma giáo đã vẫn lạc tại đây. Từ tình trạng của bọn họ, sở hữu cũng có thể đoán ra chút cuộc trận chiến lúc đó thảm khốc tới nhường nào. Lục Giang Hà kiểm tra tình trạng thi thể của hai người, hắn trầm giọng nói. Phụ tầm bà Tôn bị kiếm khí cường đại xoắn nát kinh mạch mà chết. Nếu ta đoán không sai, người ra tay là kiếm hoàng thẩm thường võ của tòa phòng kiếm lương Vị kia là cường giả kiếm đạo thế hệ trước trong giang hồ thời đó, từng là đệ nhất nhân trong kiếm đạo lúc bấy giờ. Nhưng sau này kiếm thánh cố huynh thành xuất thế, một người một kiếm thiên hạ vô song. Cô Quỳnh Thành từng luận kiếm với thẩm thường võ không ai biết kết quả thế nào nhưng trận chiến đó thầm thường võ bế quan từ đó trở đi không bước chân ra giang hồ nữa thế nhân đều nói hắn bị cố khuynh thành phá tan kiếm tâm đời này không còn mặt mũi dùng kiếm nữa nhưng giờ xem ra hiển nhiên là lão già này giấu dốt cố khuynh thành là đệ nhất nhân trong kiếm đạo thời bấy giờ nhưng vị thứ hai này cũng chưa chắc đã kém cố khuynh thành bao nhiêu thường thế trên người thiên cốc ma tôn có rất nhiều không thể đếm xuể nổi rốt cuộc có bao nhiêu người xuất thủ. Trong tứ đại Ma Tôn, sự chiến đấu của thiên khốc Ma Tôn là yếu nhất, nhưng lại là người nhiều thủ đoạn nhất. Chắc hẳn đám người đó khiến hắn tiêu hào hết mọi thủ đoạn, lúc đó mới có thể đánh hắn trọng thương gần chết như vậy. Bằng không với thủ đoạn bày trận của thiên khốc Ma Tôn, trận pháp bên ngoài kia, đừng nói là võ giả cảnh giới trần hòa luyện thần, cho dù là cường giả thiên địa thông huyền đến đây cũng không phá nổi đâu. Sở hữu nhìn qua thi thể hai người trước khi bọn họ tới đây vẫn lấy vườn tọa bằng đồng xanh tra ngồi ngay ngắn trên vườn tọa Hệt nhân năm xưa còn ở côn luân bà giáo những nhân bọn họ cũng biết chắc chắn mình sẽ chết nhưng trước lúc chết vẫn muốn giữ lại tôn nghiêm của côn luân bà giáo lúc này đám người quỷ thư nhai cũng rất nghiêm trang tuy bọn họ không phải truyền nhân của hai vị bà tôn này chứng kiến hai vị bà tôn trong thời kỳ đỉnh phong của côn luân bà giáo vẫn lạc tại đây trong lòng bọn họ cũng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Được ngày sau, sở hữu mới nói, nếu vô tâm bà tôn và thiên khốc ma tôn vẫn lạc tại đây, vậy rốt cuộc bọn họ có ý gì? Bọn họ muốn giữ lại truyền thừa hay bố trí cảm bẫy đây? Rốt cuộc những thứ kia đang ở đâu? Trước đó, ảnh nhận được không ít thứ tại đây, có pháp tướng của vô tâm ma tôn, còn có diệt tam liên thành tiễn và thiên ma trưởng. Nhưng bây giờ, ở đây lại không còn thứ gì, hơn đến lúc ảnh đi còn có vị con rắn đen kia truy sát tới trọng thương nhìn thế nào cũng không giống hai vị này cố ý để lại truyền thừa ở đây lục giang hà bật cười mà nói hai vị này vốn không phải là người tốt thứ bọn họ lưu lại vừa là truyền thừa cũng vừa là cạm bẫy trước khi bọn họ vẫn lạc chắc chắn bọn họ đã nghi ngờ sẽ có người tiếp tục bám theo bọn họ đuổi giết bọn họ cho nên mới bố trí vô số cạm bẫy trong hàng động bọn họ có để lại truyền thừa nhưng chỉ là mồi nhử mà thôi chắc chắn trong đó có vô số nguy hiểm đấy. Mai Kinh Liên còn mày nói, không lẽ hai vị ma tôn này không nghĩ tới, vạn nhân có hậu bối trong giới ma đạo tìm được truyền thừa của bọn họ thì làm sao? Lục Giang Hà lạnh nhạt nói, theo suy nghĩ của hai vị này, cho dù có hậu bối đến tìm truyền thừa của bọn họ, nếu như không phá giải được những trận pháp cơ quan trước đó thì chỉ là rác rưởi thôi. Một cái tên rác rưởi có tư cách gì kế thừa truyền thừa của hai đại ma tôn chứ? Mai Kinh Điền lập tức ngạn lời. Tuy nghe rất có lý, nhưng sao cô nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lục Giang Hà chỉ vương tọa đồng xanh rồi nói, thật ra bốn vương tọa này dùng đồng xanh chế tạo nên, nhưng trên đó khắc một chút trận pháp, cho nên đồng ấm, hè mát, ngồi trên đó rất là thoải mái. Trước đây, bản tọa xin giáo chủ một cái, tiếc là giáo chủ hẹp hòi không cho ta. Bốn tên kia có cái ghế này như là bảo bối vậy. Ta dám cảm đoàn, truyền thường mà bọn họ lưu lại ở dưới cái ghế này nhưng tốt nhất các người nên cẩn thận một chút có trời mới biết rốt cuộc bọn họ có để lại cái gì theo không năm người sở không nhìn nhau đầu tiên di chuyển thi thể hai vị ma tôn sang một bên sau đó điều khiển chân khí chậm rãi đẩy hai chiếc phương tọa ra chỉ trong trước mắt ánh sáng trận pháp bùng lên dưới chân phương tọa một mùi tanh hôi gai bụi lan tỏa lục Giang hạt đột nhiên biến sắc thét lớn là thôn thiên trung sao đạo giả thiên khốc ma tồn kia dám giữ lại thứ này chẳng phải hắn tiêu hủy hết rồi sao lục giang hà vừa dứt lời trong ánh sáng trận pháp còn có vài con trùng kỳ dị nhảy ra đám côn trùng này chỉ lớn cỡ ngón cái tướng mạo cực kỳ tà ác và quỷ dị toàn thân như nhuyễn trùng nhưng cái miệng lại chứa một phần ba thân thể lục giang hà nhanh chóng nói thứ này là thôn thiên trùng không biết thiên khốc ma tồn kiếm đầu ra nó có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ bình khí đan dược thịt người cường khí, cho dù là tinh thần lực nó cũng hấp thụ được. Hơn nữa thứ này cực kỳ quái dị, chỉ cần bọn chúng tỉnh táo lại, cho dù là thiên địa nguyên khí, đất đài bùn nhão, bọn chúng đều có thể cắn nuốt được, hơn nữa cũng tiêu hóa được. Có thể nói, chỉ cần số lượng đủ nhiều, chỉ cần người không xử lý tất cả bọn chúng trong nháy mắt, bọn chúng có thể gặm tươi, người tới mức không còn cạn mã. Trước đây giáo chủ đã từng nói, thứ này đến từ hoàng tuyển thiên gì gì đó, là lệ khí của thiên địa biến thành, dù sao cũng cực kỳ huyền bí, tổn thương thiên hòa, tốt nhất đừng xuất hiện trên thế gian. Ta còn tưởng tiên khốc ma tồn đã xử lý tất cả bọn chúng, không ngờ hắn ta lại lưu lại. Nói xong mấy câu này, ánh mắt của lục giang hà lộ rõ vẻ sợ hãi, hiển nhiên hắn từng chịu thiệt trước mấy con côn trùng nho nhỏ này. Hắn đang định bàn bạc cách giải quyết với sở hưu, chỉ thấy pháp tướng đại hắc thiên ma thần hiện hiện sau lưng y, trong con mắt thứ ba lại tỏa ra ngọn lửa diệt thế nóng trực, bao phủ rồi đốt trụ đám thôn thiên trùng này. Bản thân thôn thiên trùng không có lực lượng, đặc tính của chúng đó chính là thôn tính tất cả mọi lực lượng. Một người bình thường dơ chân cũng đạp được một đống, nhưng chỉ cần có một con đến gần ngươi là có thể cắn nuốt ngươi. Còn ngọn lửa diệt thế của sở hưu lại được sinh giữa thiên địa, có thể hiện được lực lượng của sinh diệt diễn hóa tới cực hạn. Ngọn lửa diệt thế không cách nào dập tắt chỉ có thể dùng lực lượng ngang hàng để ngăn cản thôi cho nên cơn như thế cho dù thôn thiên trùng nuốt được ngọn lửa diệt thế nhưng lực lượng bản thân nó quá yếu còn chưa tiêu hóa đã bị ngọn lửa diệt thế đốt sạch thôn thiên trùng được lục giang hà mô tả cực kỳ nguy hiểm lại bị sở hữu giải quyết chỉ trong một chiều lục giang hà trợn tròn hai mắt có thể như vậy là xong thôi sao sở hữu gật đầu nói không thì ngươi còn vốn thế nào tất cả sinh diệt trên thế gian đều trong luân hồi vốn không có thứ gì là không có cách phá giải hết. Nó đoàn sở hưu và mọi người lập tức tới bên dưới vườn tọa. Bên trong đặt mấy hộp báo, chỉ nhìn chất liệu đã thấy rất bất phàm. Có thể hành động lần này, bọn sở hưu rất thuận lợi. Y ra không có gì trúc trắc. Chuyện này rất hiếm thấy đối với sở hưu. Dù sao, y không phải là lã phụng tiên, không có vận may tốt đến như vậy. Lần này tìm được đồ thuận lợi như vậy cũng không dễ dàng mấy. Mở hộp báo ra, đang người sở hữu kiểm tra đồ vật trong đó. Một hộp báo trong đó có chứa đại lượng điển tịch, mở ra xem thì liên quan tất đủ các loại phương diện như là luyện đan, luyện khí, tính toán thiền cờ các thứ. Đương nhiên những thứ này không phải tác dụng với sở hữu, nhưng dù sao đây đều là bảo vật mà thiên cốc mà tồn lưu lại. Có thể nói là trí bảo đối với những người theo đạo này. Võ đạo như viên cát đại sư, phòng bất bình cũng tốt. Thậm chí sở hữu còn có thể đưa những quyền điển tịch luyện khí cho mạc giác tử đại sư hộ báo thứ hai lại có rất nhiều ma công cũng là thiên khốc ma tồn lưu lại nhưng công pháp thiên khốc ma tồn lưu lại quá tạp nham thường theo hướng quỷ dị uy lực không quá mạnh sở hữu không định tu luyện ném sang cho ngụy thư nhai để cho lão chìa trò những võ giả trong nhánh ẩn ma tu luyện lần chính ma đại chiến này nhánh ẩn ma đã dốc nhiều công sức có không ít người tử chiến đến cùng còn có vô tướng ma tông cũng kiên quyết đứng về phía y dù sao cũng phải chia cho bọn họ một chút mới được. Bằng công lần sau còn có ai dám bán mạng cho người chứ? Khi sở hưng mở hộp báo thứ ba, lại chỉ thấy một tấm ngọc giản. Kiểm tra nội dung của ngọc giản, Lục Giang Hà lại nói, đây là tâm pháp của vô tâm ma tôn, thiền tâm bất tự quyết, mà công trí cường cảnh giới thiền địa thông huyền. Có hứng thú tù luyện không? Mà kể cả người có hứng thú cũng không mấy tác dụng, người đã có bất diệt ma đan rồi sở hưu cũng xem lướt qua thiên tâm bất tử quyết. Đặc điểm của môn công pháp này là khi lâm trận cưỡng ép thôn tính lực lượng của đối phương, bất luận có tiêu hóa được hay không, khi bản thân bị trọng thương có thể dùng luồng lực lượng này tù bổ chính mình. Thậm chí còn có thể cực đoan hơn một chút, nếu không còn lực lượng thì dùng khí huyết thiên địa nguyên khí, tất cả đều có thể thôn tính để chữa trị, nhưng tác dụng phụ là các loại lực lượng dị trùng chất đống trong cơ thể. Cần tôn thêm thời gian phân giải bằng không sẽ ảnh hưởng tới chiến lược sau này sở hưu ngừng tụ bất diệt ma đàn của độc cô duy ngã là thứ công chế đại đạo sinh diệt trên thế gian mạnh hơn hẳn thiên tâm bất tử quyết cho nên đối với sở hưu thứ này không có tác dụng gì hết nhưng sở hưu lại thu lại định sau này giao cho lã phụng tiên bây giờ lã phụng tiên tu luyện chủ yếu là cựu tiêu luyện ma kim thân nếu phối hợp với thiên tâm bất tử quyết đồng thời tu luyện thực lực phòng ngự của bản thân hắn sẽ nâng cao thêm một bước hộp báo tư tư hơi lớn, cao chừng ba thước. Sau khi mở ra, bên trong là một bức tượng kỳ dị. Bức tượng đó là một thứ hết sức lạ lẫm, như Phật mà không phải Phật. Đỉnh đầu đội Phật quan, nhưng mặt mũi dữ tợn. Người có bốn tay, ở trần nhưng lại trải rộng ma văn. Phong cách này rất giống với Đại Hắc Thiền Mà Giáo, nhưng lại không giống lắm. Sở hữu kiểm tra một lượt, pho tượng kia thật sự chỉ là tượng thôi. Ngoài ma văn hơi kỳ dị ra, chỉnh thể thì chỉ được điều khắc bằng đá, Tuy sở hữu không hiểu những mà văn kia, nhưng không biết vì sao, nhìn chúng y cứ có cảm giác quen thuộc. Tùy tượng đá là tượng đá, nhưng chắc chắn không phải tượng đá bình thường, không thì vô tâm ba thôn chẳng coi nó là truyền thừa quan trọng nhất của mình được mà đặt ở đây. Lục Giang Hàn nhìn bức tượng đá kia, suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói, hình như ta từng gặp thứ này rồi. Thứ này là do vô tâm ba thôn khai quật được từ một di tích thượng cổ. Hắn còn tưởng thứ trên này là công pháp nên đưa cho giáo chủ xem qua. Nhưng có vẻ giáo chủ đã nói, thứ trên này là công pháp, nhưng lại không phải công pháp, nói chính xác hơn phải gọi là thần thông. Thần thông à? Lục Giang Hà gật đầu. Đúng là từ này đấy, như giáo chủ cũng chỉ còn có nói, thần thông không phải công pháp, không thể luyện được, người phải biết là biết, người không biết là không biết. Dù sao là một tràng loang hoang, ta nghe cũng đau đầu vô cùng, vô tâm ba tôn lại đứng gật đầu lia lịa, cứ như là nghe hiểu vậy. Nhưng ta chắc chắn hắn cũng không hiểu cái gì rất Nếu như hắn hiểu Hắn đã chẳng đặt thứ này ở đây Sở hưu không hiểu rốt cuộc tượng đá này là sao Cho nên Khi chỉ nhìn thoáng qua Rồi cất vật này đi Đợi lúc về chậm rãi nghiên cứu Khi sở hưu mở cái hộp cuối cùng Con mắt lục răng hà lập tức đỏ lên Hắn gần như phải cố gắng hết sức Để kiềm chế lòng tham của bản thân Mới không bổ nhào lao tới Đương nhiên trong chuyện này Cũng có nguyên nhân là e ngại đối với sở hưu khoảnh khắc cái hộp đó được mở ra một luồng ma khí tinh thuần tới cực hạn cũng lan tỏa ra thậm chí đây không thể nói là ma khí quả thật không khác gì chất lỏng lưu động ma khí đậm đặc tới mức lúc này đúng là chưa từng nghe thấy sau khi cái hộp hoàn toàn được mở ra mọi người mới thấy tướng mạo của món đồ bên trong đó là một viên đan dược nói chính xác hơn là một viên đan dược tinh xảo tới mức không giống như đan dược toàn bộ viên đan dược chỉ lớn cỡ ngón cái nhưng bên trên phủ kín hoa văn vàng kim tinh xảo, nhìn như được hình thành tự nhiên vậy, lại như được điêu khắc tỉ mỉ vậy. Nửa ngày sau, sở hữu mới chậm rãi mở miệng hỏi, đây là cái gì? Cương mặt của lục giang hà càng độ ra biểu cảm như khóc như cười nói. Nếu toàn nói đây chỉ là hồi huyết đan bình thường, người có tin không? Không đợi sở hữu trả lời, lục giang hà đã nói với vẻ oán trách. Nếu không phải ta không đánh được ngươi, chắc chắn lần này ta đã ra tay cướp lấy đây là cái gì á? Đây là thần đan trong truyền thuyết, chí tôn thần đan vượt qua cửu chuyển đấy. Trước đây khi thánh giáo ta còn trong thời kỳ đỉnh phong, lão giả thiên khốc mà tôn đột nhiên có ý tưởng muốn luyện chế một viên thần đan vượt qua tất cả các đan dược trên thế gian. Vì thế hắn đã gom tám phần mười nguyên liệu tốt trên giang hồ khiến cho người ta oán trách. May là lúc ấy thánh giáo ta trong thời kỳ đỉnh phong, nếu không lão giả kia đã bị người ta xé xác ra từ lâu rồi. Không biết lúc đó các chủ nghĩ thế nào mà đồng ý cho thiên khốc ma tôn bày trò như vậy? Chuyện sau này thì ta không biết. Trên giang hồ cũng không có lời đồn chi tôn thần đan xuất thế gì đó. Ta còn tưởng ý tưởng của thiên khốc ma tôn đã thất bại. Nhưng bây giờ xem ra ý tưởng của hắn đã thành sự thật. Lần này mọi người không nói gì. Ngay cả sở hưu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Năm xưa, bốn vị ma tôn trong côn luân bà giáo, không một ai là người dễ đối phó, đều là nhân tài hết đôi phương dám đưa ra ý tưởng to gan lớn mật như trí tôn thần đan còn dám thực hiện ra đương nhiên điều này cũng là vì ở thời đại có cồn luân ma giáo đang trên đỉnh cao Tiền khốc mà tôn muốn vật liệu quý giá gì cũng đều có thể có được nếu đưa tới bây giờ có lẽ không thể chế tạo đổi đâu vậy viên trí tôn thần đan này có tác dụng gì sở hữu hỏi không biết không biết à lục giang hà vẻ mặt bất đắc dĩ nói đúng là ta không biết lục trường thiên khốc mà tồn luyện chế thứ này cũng chỉ là ý tưởng thôi mọi chuyện đều là suy đoán thôi không có sản phẩm nào thì làm sao biết được kết quả ra sao cũng như đại sư luyện khí ấy trước khi bình khí hoàn toàn trở thành thần binh có ai dám cảm đoàn bình khí mà mình chế tạo ra sắc bén tới mức nào chứ viên trí tôn thần đan này cũng tương tự vậy thôi không ăn vào thì không ai biết rốt cuộc nó có hiệu quả gì nhưng dựa theo tính toán của thiên khốc mà tồn trước đây Thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể tăng cường tu vi, tăng cường tinh thần lực. Dù sao cũng là trí tôn thần đan, người cứ nghĩ theo hướng tốt đi. Không khéo, nó còn có thể giúp người bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Vừa nghe câu nói này, hồ hấp của mọi người ở đây đều nặng nề hẳn lên. Thiên địa thông huyền, đây là cảnh giới trí cường trong truyền thuyết. Lần chính ba đại chiến này, nếu bên bọn họ có thêm một vị cường giả thiên địa thông huyền, trận chiến này đã chẳng vất vả tới như vậy. Một viên đan dược như vậy có thể tạo ra một vị cường giả thiên địa thông huyền. Đây chính là chuyện trước đây bọn họ còn không dám tưởng tượng. Hơn nữa không một ai nghĩ tới chuyện tranh giành viên thuốc này với sở hưu. Từ đầu trở vô kỵ đã không có suy nghĩ này. Trước đây, lúc ở thành quan trung, hắn bị đám người thủ trần tử vây công tới học báo. Kết quả sở hưu ra tay một mình đánh cả ba phun báo bỏ chạy. Tranh trạch này đã khiến trừ vô kỵ nhận thức thật rõ rệt. Mai Kinh Điền cũng như vậy, cô nàng vừa bước vào cảnh giới trần hòa luyện thần vài ngày thôi, đương nhiên không có ý đồ xấu với cảnh giới thiên địa thông huyền rồi. Hơn nữa cô nàng là người của sở hưu, đương nhiên sẽ không tranh giành với sở hưu. Còn về Ngụy Thư Nhai, Ngụy Lão vẫn luôn coi sở hưu là người nối nghiệp của mình. Đừng nói suy nghĩ tranh đoạt thần đan, thậm chí nếu có người dám tranh thần đan này với sở hưu, lão sẽ liều mạng giao chiến với đối phương. Trong số những người ở đây, chỉ có mình Lục Giang Hà thật sự có ý định ấy. Nếu không phải trí tồn thần đàn quá trói mắt, hắn không tiện được gạt sở hưu. Chắc chắn, hắn còn dám nói đây chỉ là một viên huyết hồng đề. Chẳng qua, thiền khóc mà tồn trước lúc chết, mở mắt để nhầm thôi. Thậm chí, như hắn vừa mới nói, nếu không phải hắn không đánh cực sở hưu, vậy thì e đà, hắn đã sớm ra tay cướp đoạt rồi. Nhưng trước mắt, không đánh lại được Vậy thì đành phải ngoan ngoãn nhận thua thôi Đừng có suy nghĩ không nên phận phải không Lục Giang Hà chua xót nói Này tiểu tử Đây chính là trí tôn thần đan Có thể nói người là người duy nhất trên đời Được nếm hương vị của nó Giáo chủ còn không có đãi ngộ như vậy Lát nữa khi ăn đi Đừng có vội nuốt xuống Nếm thử xem nó có mùi vị gì Ít nhất cũng để bản tọa được an ủi tâm lý Sở hữu cầm viên trí tôn thần đan trong tay cảm nhận được lực lượng trong đó. Nửa ngày sau, y đột nhiên đưa viên trí tôn thần đan cho ngụy thư nhai rồi nói, Này ngụy lão, ngài luyện hóa viên đan dược này đi. Vẫn nghe được câu này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên tới đơ cả người, kể cả ngụy thư nhai cũng như vậy. Giờ này trong cảm nhận của bọn họ, sở hưu không phải là người quá trọng lượng, đương nhiên cũng không thể coi y là người hẹp hòi. Chỉ cần ngươi thật lòng đứng về phía sở hưu, y có thể cho người rất nhiều vui sướng bất ngờ. Nhưng bây giờ, thứ này là trí tôn thần đan, chứ không phải là vật khác. Trí bảo trong trí bảo như vậy, mà cũng có thể đem ra lấy lòng người ta sao? Tuyên quỷ thương nhai rất cảm động, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói. Tiểu tử sở hưu, ta ghi nhận tâm ý của ngươi, nhưng lão giả ta đây đã đến tuổi này rồi. Thần đan tiên đan gì cũng không cứu chữa được. Người luyện hóa còn có tác dụng hơn ta cả trăm lần. Chuyện này không cần nhường nhịn đâu, cũng không thể nhường nhịn được. Chỉ cần ngươi đã tới đỉnh phong đó là một chuyện tốt trong giới ma đạo chúng ta rồi. Sở hưu lắc đầu nói, này ngụy lão, không phải ta nhường nhịn hay khai khí gì đâu, ta đâu cần nhường nhịn hay khai khí với các ngươi. Ta luyện hóa viên trí tôn thần đan này không có tác dụng bằng ngài luyện hóa đâu. Lục Giang Hà trợn tròn hai mắt, một khi luyện hóa trí tôn thần đan, người có cơ hội bước vào cảnh giới tiền địa thông huyền, sao lại không dùng? Sở hưu lạnh nhạt nói, người đã nói rồi đấy, chút cuộc hiệu quả của trí tôn thần đan ra sao, không ai biết cho dù nó có thể giúp người ta bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, chuyện này cũng chỉ có xác suất chứ không phải tuyệt đối. Đương nhiên điểm quan trọng nhất là ta còn chưa đạt tới chiến lược đỉnh phong của cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nếu cho ta thêm thời gian, cho dù ta không đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, ta cũng có sức chiến đấu ngang hàng với thiên địa thông huyền. Các người có tin không? Năm người Mai Kinh Liên vô tức gật đầu, chuyện này thì bọn họ tin. Tùy cảnh giới và sức chiến đấu liên quan trực tiếp với nhau, nhưng thực tế lại là hai thứ khác biệt. Đối với người như sở hưu, sự chiến đấu của hắn không liên quan nhiều tới cảnh giới, cho dù là ở cảnh giới nào cũng vậy. Sở hưu dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Hơn nữa còn có một điều, đó là ta không muốn dùng ngoại vật bước vào cảnh giới tiền địa thông huyền. Con đường võ đạo càng về sau càng không có đường tắt, thậm chí trước mặt luôn là gian nan hiểm trở, vốn không cho người cơ hội đi đường vòng dựa vào lực lượng của bản thân khai phá con đường phía trước, đó mới thật là con đường của mình. Thứ ta theo đuổi là lực lượng hoàn hảo và lực lượng cực hạn, chứ không phải cảnh giới đơn thuần. Lúc này sở hưu lại nhìn về phía ngụy lão rồi nói, thường ngụy lão, ta biết thực lực và ngộ tính của ngài, nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, trao cản lớn nhất của ngài chính là tuổi tác. Chính vì tuổi tác, nên cả đời này, ngài không có duyên với cảnh giới thiên địa thông huyền. Ngụy thường nhài gật nhẹ đầu, sở hữu nói không sai tới tuổi của lão rồi suy nghĩ về việc tiến thêm một bước đã lội tàn mất rồi sở hữu chỉ viên trí tôn thần đan rồi nói tạm thời không biết công hiệu của thứ này nhưng một viên trí tôn thần đan chắc chắn có thể tăng cường tuổi thọ ít nhất thứ này có thể gia tăng lực lượng và tuổi thọ giúp cho ngụy lão tiếp tục bảo vệ cho nhánh ẩn ma nếu như khác hơn vị đã mượn lực lượng của trí tôn thần đan bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền vậy thì càng có thêm lực lượng che chở cho nhánh ẩn ma chúng ta. Ta một lòng theo đuổi võ đạo hoàn mỹ và cực hạn, dùng chi tôn thần đan cũng là lãng phí. Cho nên ta nói vậy không phải nhường nhịn hay cách khí, mà là nghĩ cho thế cục và đại thế của toàn bộ giang hồ. Ngụy Lão luyện hóa phiền chi tôn thần đan này là người thích hợp nhất. Mọi người ở đây đều im lặng, tạm thời không nói tới bọn họ có đồng ý hay không. Chỉ riêng truyền sở hữu có thể giữ bình tĩnh trước trí bảo, tính toán tất cả lợi ích nhân quả như vậy đã rất kinh khủng rồi sở hưu đưa trí tôn thần đan cho ngụy thư nhai không phải ý tưởng nhất thời mà là y tính toán cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định thật ra sở hưu không bài xích chuyện dùng ngoại lực bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền y vốn là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn chỉ cần tăng cường thực lực chuyện gì y cũng dám làm chuyện sở hữu thật sự bài xích là tác dụng phụ sau khi sử dụng loại lực lượng vào cảnh giới thiên địa thông huyền từ thiết cảnh giới chân đan trở lên vậy thì rất ít người dùng loại ngoại lực để thăng cấp. Gần đây sở hưu cũng chỉ gặp một người, đó chính là Hoác Hành Tôn. tu vi trên hỏa luyện thần của Hoác Hành Tôn chắc chắn không phải là bản thân hắn tù luyện ra, ít nhất phần lớn nguyên nhân là nhờ ngoại vật. Ngoài kinh nghiệm thực chiến thấp tới mức kinh người ra, thực ra lực lượng của hắn cũng thấp tới kinh nhân. Sự này sở hữu luôn là sở hữu sức chiến đấu đỉnh phong trong cùng cấp độ. Bản thân của y không muốn vì lúc nhất thời ham ngoại lực mà phải chịu tác dụng phụ như vậy. Tuy tác dụng phụ của tiến bộ quá nhanh có thể bù đắp sau này, nhưng với thời gian đấy, sở hữu tựa như là tự dựa vào sức mình cũng có thể bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền, dùng đan dược tam cái gì chứ. Cho nên đối với người khác thì đây là trí tôn thần đan, trí bảo vô thượng, còn đối với sở hưu thực ra tác dụng có hơi gần gà. Đương nhiên, có lẽ trên khắp giang hồ, chỉ có mình sở hữu cảm thấy trí tôn thần đan đã gân gà dù sao, nhưng người khác cũng không có tự tin như sở hưu. Không tin tưởng chắc chắn mình sẽ bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Ông hồ sở hưu giao thần đan cho vị thư nhai cũng rất là yên tâm. Mấy năm gần đây, sở hưu đã chứng kiến mọi chuyện mà ngụy lão đã làm. Cho dù ai phản bội hay từ bỏ sở hưu thì ngụy lão cũng không. Trước mặt bên phía sở hưu, người có thực lực mạnh nhất không ai khác ngoài vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền là thường thiên lương ngoài ra còn hơn 10 cường giả chân hỏa luyện thần, thuộc hạ bao gồm các thế lực như nhanh ẩn ma, trấn võ đường, thanh long hội, trình thể thậm chí còn mạnh hơn bái nguyệt giáo, thậm chí đã có phòng phạm mơ hồ của đệ nhất đại phái trong giới ma đạo. Nhưng trên thực tế, thực lực như vậy vẫn không đủ, vì đối thủ của sở hưu là toàn bộ giới chính đạo cơ mà. Chỉ mình ra thiều nam là có thể chống đỡ cho cả bái nguyệt giáo, còn thương thiên lương không khéo mười người như hắn cũng không phải đối thủ của giả thiểu nam còn về mặt vũ lực khác sở hữu không bằng toàn bộ võ lâm chính đạo thậm chí y còn không bằng thế lực võ lâm đông tề lúc này nếu bên phía sở hữu có thêm một chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền sẽ là trợ giúp rất lớn đối với bọn họ thấy sở hữu đưa chiếc tôn thần đan đến tay mình cánh tay của ngụy thư nhai cũng hơi run lúc này ngụy thư nhai chỉ thấy may mắn may mà năm đó lão không chọn nhầm người thế nhân đều đói, sở hưu làm việc hùng tàn độc ác nhưng lại không biết hôm nay người tặng y một phần không chừng tương lai y sẽ báo đáp người lại mười phần sở hưu và lã phụng tiên trở thành bằng hữu của nhau tùy trong mắt người ngoài thì tính cách của bọn họ hoàn toàn khác biệt nhưng xét theo phương diện nào đó bọn họ lại rất giống nhưng chỉ khi đối xử với người phe mình thì sở hưu mới đối xử như vậy khi đối phó với kẻ địch ai dám đâm y một đao y dám giết cả nhà của kẻ đó. Vị thư nhai thở dài một tiếng, cất viên chi tôn thần đan đi, rồi trầm giọng mà nói: um, "vậy lao giả ta đây cũng không khai khí nữa. các người trẻ tuổi nghĩ được xa hơn. nếu lao giả ta có thể nhân cơ hội đột phá, vậy thì tương lai cũng có thể góp sức nhiều hơn cho những ẩn ma chúng ta." Lục Giang Hạ ở bên nhìn bà đỏ cả mắt, chi tôn thần đan cứ thế được đưa đi. sở hữu trong lòng hắn vốn luôn hẹp hòi keo kiệt, hôm nay lại hào phóng quá mức nhưng cho dù có đỏ mắt lục sang hà cũng không thể không thừa nhận lão rằng vị thư nhai này sống cũng không dễ chịu gì người trong ma đạo đa số là loại ích kỷ lạnh lùng chuyện này thật sự không thể chối cãi hay nên nói là đại đa số mọi người trong ma đạo đều chỉ biết đến bản thân ngoài côn luân ma giáo có thể thống nhất toàn bộ ma đạo nhưng viên bình châu của ma đạo khác chỉ là như một đống chuyện bực mình ví dụ như là nhánh ẩn ma hiện tại Kết quả Ngụy Thư Nhai lại dựa vào lực lượng của bản thân chống đỡ cho nhánh ẩn ma một cách vô tư trong thời gian dài như vậy. Ngay cả Lục Giang Hà cũng không thể không nói vội phục. Đặc biệt là thái độ khi đối mặt với sở hưu. Phải biết từ đầu sở hưu đã không phải đèn cạn dầu, y không gây ra ít chuyện đâu. Nếu đổi lại là người khác, không khéo đã chẳng chịu đựng nổi muốn quẳng sở hưu đi. Nhưng giờ này, Ngụy Thư Nhai chưa từng có suy nghĩ này, luôn ở phía sau ủng hộ sở hưu. Chuyện này người bình thường không thể làm được. Nhân của ngày hôm nay, quả của ngày hôm sau. Tất cả kẻ từng làm cấp trên của sở hưu đều xuống địa phủ đưa tin. Chỉ có mình quỷ thương nhai được đền đáp, không phải không có quyền nhân trong đó. Trong hộp còn có một vật, chẳng lẽ còn có một viên thần đan sao? Lúc này Lục Giang Hà chợt phát hiện ra điều gì đó, trong lòng bỗng nhiên kích động hẳn lên. Nếu còn một viên thần đan, có phải đến phiền mình rồi không? Nhưng đáng tiếc, đây không phải thần đan mà là một thứ sở hữu rất quen thuộc lại là chìa khóa thông thiên hơn nữa còn không phải là chìa khóa thông thiên bình thường nó giống hệt như chìa khóa thông thiên đừng phát hiện trong nguyên thủy ma quật còn mang theo cả ma văn lão lục người có biết đây là cái gì không lục sang hà nghi hoặc lắc đầu nói ta không biết thứ này từng xuất hiện trong nguyên thủy ma quật bây giờ nhìn lại chắc đây không phải là lần đầu tiên nó sinh ra đừng quên giáo chủ từng tiến vào nguyên thủy ma quật còn lấy phổi đào tính xuẩn vũ ra đấy thứ này cũng được sinh ra trong quyên thủy ma quật người nói xem liệu có phải giáo chủ lấy từ trong đó ra nhưng không biết nó là gì nên tùy ý ném cho thiền khốc mà tôn nghiên cứu không dù sao thiên khốc mà tôn vốn am hiểu nghiên cứu những thứ kỳ quái này sở hưu gật nhẹ đầu đúng là có khả năng ấy bình thường y mà gặp thứ gì mình không hiểu được y cũng ném cho đám người dưới trướng mình để cho bọn họ nghiên cứu tuy tạm thời không biết thứ này là gì nhưng nếu tảng đá này sinh ra trong nguyên thủy ma quật, còn bị trung thần tố đoạt lấy, hiển nhiên nó không phải vật phàm, cứ cần đi cái đá. Sở hữu đã lấy được di vật của vô tâm ma tôn và thiên khốc ma tôn, bọn họ cũng định đi khỏi. Lần này hành trình của bọn sở hữu thuận lợi như vậy, công lao chính là của đám người từng đến đây trước kia. Bọn họ tôn hào bao nhiêu công sức, bỏ cả mạng lại, dọn đường cho đám người sở hữu đi. Lục Giang Hà nhìn thi thể vô tâm ma tôn và thiên khốc ma tôn thở dài một tiếng rồi nói mang thi thể hai người bọn họ ra ngoài đi tìm chỗ nào đó an táng dù sao cũng là hai đại ma tôn của thánh giáo chúng ta năm xưa đừng có quá keo kiệt như vậy trước đó khi còn trong côn luân bà giáo có mà nói rõ quan hệ giữa hai bên là tốt hay xấu năm trăm năm đã qua đi cảnh con những người đã mất dẫu sao cũng chính là cố nhân lục giang hà cũng thấy trong lòng khó chịu nhưng lúc này sở hưng nghe lục giang hà nhắc tới thi thể in lệch chợt nghĩ đến điều gì ngây ra tại chỗ thế bộ dạng này của sở hưu lục giang hà đang định lên tiếng thì sở hưu chợt mở miệng lão lục này hai vị ma tôn này bị bức tử ở đây chắc chắn rất không cam lòng chăng nếu ta lợi dụng thi thể của bọn họ là một đại sự cho thanh giáo chúng ta người nói xem bọn họ ở trên đời có linh thiêng liệu có cảm thấy vui mừng hay không nghe sở hưu nói những câu này mọi người ở đây đều nhìn sang phía sở hưu người định làm cái gì cứ nghe giọng nói của sở hưu đã biết chắc chắn y đang có âm mưu gì đó sở hưu hít mắt rồi nói ta muốn về đây côn luân phát tan phong tỏa để cho phù cành thánh hỏa trực cháy trở lại trên thế gian nghe sở hưu nói như vậy mọi người nơi đây đều ngơ ngác Đợt ngày sau ngụy thư nhai là người đầu tiên kích động nói sở hưu người điên rồi à toàn bộ nhánh ẩn ma đều mong có ngày như vậy nhưng người có hiểu rốt cuộc điều này đại biểu cho cái gì không người sẽ phải đối mặt với toàn bộ tổng bồn chính đạo, thậm chí không riêng gì tổng bồn chính đạo. Cho dù là thế lực vốn luôn trùng lập như kiếm vương thành cũng đứng đối lập với ngươi. Thậm chí, ngay cả bái nguyệt giáo cũng có thể như vậy. Đừng nhìn trước đây chúng ta hợp tác rất vui, nhưng trong chuyện hết sức mẫn cảm như thế này, Hãy dám cảm đoàn rốt cuộc tách độ bái nguyệt giáo sẽ ra sao chứ? Ta có thể nói cho người như thế này, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ giang hồ, không ai muốn tới cồn luận và giáo tái hiện đâu. Thật ra trong nhánh ẩn ma, Ngụy Thương Nhai là người muốn giới mà đạo khôi phục quỳ hoàng như thời côn luân và giáo nhất. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết đây là chuyện gần như là không thể nào. Trong quá khứ, cho dù là sở hữu có làm ra chuyện điên cuồng như thế này, Ngụy Thương Nhai cũng ủng hộ y. Chỉ có lần này là không, vì ý tưởng của sở hữu quá điên cuồng. Sở hữu trầm giọng nói, Ngụy Lão à, ta không có điên, chẳng qua là sớm muộn gì ta cũng phải đi một bước này thôi đã trải qua hai lần chính mà đại chiến rồi. Đương nhiên có thể hiểu là hai lần này ta đều không thua. Lúc này trong mắt của những tông bôn trích đạo kia, em là uy hiếp của ta còn cao hơn cả giả thiểu nam. Vì ta còn trẻ hơn giả thiểu nam cũng càng vô sỉ hơn. Lục Giang Hạ ở bên cạnh quay miệng giật giật. Sở hữu vẫn là người có tâm tư, Ý đánh giá về bản thân vô cùng chính xác, không biết rốt cuộc đây là ưu điểm hay khuyết điểm. Sở hữu lại tiếp tục nói, cho nên ta dám cam đoan lần chinh ba đại chiến tiếp theo, chúng ta sẽ không vượt qua dễ dàng như trước nữa. Mấy năm qua, thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, nhưng lại gặp phải nguy cơ càng lúc càng lớn. Không phải ta muốn lên côn luân sơn, mà là bọn chúng ép ta lên. So với chuyện thụ động chờ chết, chẳng bằng chúng ta ra tay trước. Ngụy lão, tuy ta thích đặt cược, nhưng có lúc nào gây thấy ta đặt cược mù quáng chưa? Nếu không chắc chắn tới mức độ nhất định, thì làm sao ta lại có quyết định như vậy được? Ngụy Thương nhà im lặng suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói, bây giờ người án bình bất động thì chỉ là tương lai sẽ có nguy hiểm thôi. Còn bây giờ ngươi lên Tây Côn Luân sẽ là chọc giận toàn bộ giang hồ, người lấy gì ra mà chống đỡ nào? Sở hưu nhau mắt nhìn thi thể vô tâm ma tôn và thiên khốc ma tôn rồi nói, vốn dĩ ta không định đối chọi trực diện với bọn chúng. Tuy hai vị ma tôn đại nhân đã chết, nhưng nếu có thể lợi dụng thi thể bọn họ, số kẻ nhìn sang phía ta sẽ ít hơn nhiều ví dụ như rốt cuộc là chuyện ta lên tới côn luân quan trọng hơn hay là kẻ chuyển thế của độc cồ duy ngã xuất hiện quan trọng hơn lời nói của sở hữu khiến bọn ngụy thư nhai sửng sốt chuyển thế của độc cồ duy ngã ư ừ, bọn họ còn không biết điều giáo chủ quản sống hay đã chết để đầu ra chuyển thế gì chứ ngụy thư nhai đột nhiên phản ứng kịp nhìn về phía thi thể thiền khốc ma tôn và vô tâm ma tôn rồi nói ngươi định lợi dụng thi thể của hai vị ma tôn này bố trí một cái bẫy sao Sở hưu điềm nhiên nói, đúng như vậy, nhưng chi tiết phải đợi lúc về hoàn thiện đã. Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả con rắn đèn kia cũng phải mang theo, ngay cả những trận pháp đã hỏng cũng không thể bỏ qua. Nghe sở hưu đã có kế hoạch và tự tin như vậy, Vị thương nhai cũng không khuyên nhủ tiếp, cho tới khi về rồi đói cũng không muộn Kết quả là mọi người trực tiếp cất hết những bí bảo trong hộp báo không gian, dọn trống toàn bộ hang động này. Lúc này ở thế giới bên ngoài phía cuối thuyền tống lão tam đang thích chí cầm bình rượu nhỏ nhấm nháp từng ngụm lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ mà các vị đại nhân giao phó khi trở về chắc chắn địa vị sẽ cao hơn lúc còn ở thương lòng hạm đội hơn nữa theo hắn thấy hắn đã hoàn thành tám phần bởi nhiệm vụ lần này đã tìm được địa điểm thì khi về sẽ không thành vấn đề gì nữa đúng lúc này trên mặt biển xa xôi một võ giả áo trắng đạp nước đi tới phải nói là sóng biển chủ động nâng thân thể của hắn tới Tuy thực lực bản thân Tống Lão Tam không ra làm sao, nhưng hắn cũng là người từng thấy việc đời. Chỉ trong trước mắt đã đoán ra được vì đang tới chắc chắn là cường giả trong cường giả. Đây là điều khiến cho hắn không khỏi căng thẳng trong lòng. Rốt cuộc vị cường giả này có liên quan gì tới mấy vị đại nhân ở trước đó? Và nhất bọn họ có đánh nhau, liệu cổng thành bốc cháy có gây vạ cho cá ở dưới ao hay không? Đúng lúc này, cường giả kia lại đi thẳng về phía hắn, khiến cho tống lão tam lập tức rùn lên nhưng vị cường giả này chỉ đi tới trước mặt hắn khách khí mà hỏi xin hỏi người có biết nói lên đây cường giả kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hòn đảo nhỏ rồi nói à không cần ta biết rồi sau khi cường giả kia dứt lời không ngờ thân hình của hắn lại lập tức biến mất một khắc sau hắn xuyên qua không gian xuất hiện trên hòn đảo nhỏ kia tống lão tàm bị dọa tới mức ngồi bệt trên sàn thuyền tuy vị cường giả vừa rồi không bộc lộ khí tức kinh khủng gì nhưng đối mặt với cường giả như vậy trong lòng của tông lão tam lại bất giác cảm thấy kính sợ như đang sợ thiên điện hành vậy lúc này đám người sở hưu vừa dọn sạch mọi thứ trong hàng động vào hộp báo không gian bọn họ vừa định bỏ đi đã thấy một người mặc áo trắng đứng trước hàng động sắc mặt bình tĩnh hiền hòa nhìn bọn họ trong chốc lát đám người sở hưu đều gần ra tại chỗ còn như thế nào bọn họ cũng không ngờ mình lại gặp trung thần tú ở nơi đây người vừa xuất hiện trước mặt sở hưu chính là thiên chủ tự tại thiên trung thần tú là chiếc cường giả đệ nhất đương thời nhưng sở hưu suy nghĩ cẩn thận lại cũng thấy bình thường thôi theo truyền thuyết thì tự tại thiên nằm ở điểm cuối đông hải nơi này cũng trong phạm vi đông hải mà trung thần tú xuất hiện ở đây mới là chuyện bình thường đấy nhưng điều không bình thường là vì sao hắn lại xuất hiện trước mặt đám người bọn mình rốt cuộc hắn muốn làm gì sở hữu đã từng nói trong một câu đừng dùng suy nghĩ của mình để phỏng đoán suy nghĩ của cường giả cấp bậc trên mình, bởi vì như vậy rất là nực cười. Bây giờ sở hưu đang trong tình trạng lúng túng như vậy, y không thể đoán được vì sao trung thần tú lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai bên lúng túng như vậy mất vài giây, trung thần tú lấy ra một thứ mà sở hưu rất quen thuộc, đúng là chìa khóa thông thiên, con ma văn mà hắn từng lấy được trong nguyên thủy ma quật. Tam bốn cái này, sở hưu không buồn do dự trực tiếp lấy chìa khóa thông thiên có mà văn ra giao cho trung thần tú y không biết trung thần tú muốn thứ này làm gì nhưng cũng không biết rốt cuộc trung thần tú làm thế nào mà biết được bọn họ lấy được thứ này hơn nữa còn chạy tới nhanh như vậy y chỉ biết tranh lệch cảnh giới giữa mình và trung thần tú đã đến tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi đứng trước uy thế thực lực tuyệt đối như vậy bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ là trò cười cái thức thời mới là trang tuấn kiệt có đôi khi nhận thua mới là cách giải quyết duy nhất. Càng rách rụa, không khéo, kết quả lại càng tồi tệ. Trung thần thú cầm hòn đá kia, hài lòng gật nhẹ đầu. Nhìn sở hưu, hắn nâng tay, khẽ cao mày, rồi lại hạ tay xuống. Suy nghĩ rồi lại nâng tay lên, rồi lại hạ xuống. Cảnh tượng này khiến thăm người sở hưu buồn vực. Chốt cuộc vị cường giản đệ nhất thiên hạ đương thời này định làm cái gì? Lục Giang Hạ ở bên còn bị dọa tới mức toàn thân run lên. Không phải vị kia đang định dùng một tay đập chết sở hưu hay là dùng hai tay đập chết sở hưu mới thấy tốt đấy chứ trong một lát sau trung thần thúc buông tay xuống mà nói nhỏ ta đợi người một nhân quả người có chuyện gì muốn ta đảm giúp không sở hưu hơi sửng sốt năm người quỷ thương nhai cũng ngạc nhiên bây giờ coi như bọn họ đã hiểu vì đệ nhất nhân trong thiên hạ đương thời này có vẻ đầu óc cũng không được bình thường hắn nói nhân quả là chỉ chìa khóa thông thiên có ma văn kia thật ra đa số mọi người trên giang hồ đều không để ý tới nói một lời tàn khốc một chút thì chỉ có cường xả mới có quyền sở hữu bảo vật người không có thực lực thì không thể bảo vệ của cải của bản thân thật phù vô tội mang ngọc thành tội có bị cướp cũng chẳng có cách nào đâu nhưng điều đặc biệt là kẻ bán đạo thì ra tay cướp đoạt dám phản kháng thì giết người rồi trăm một chút thì uy hiếp rụ rỗ đoạt lấy rồi bố thí cho một số thứ vụn vặt không đáng kể người có phải cảm tạ ân tình của người ta nhưng trung thần thú này không phải là cả hai loại trên hắn nói là sở hữu một nhân quả là một nhân quả không phải gian xảo bố trí mà như tiến hành một cuộc trao đổi công bằng sở hưu không hề biết trung thần tú có thói quen hỏi đường nếu biết y đã hiểu rốt cuộc trung thần tú đang nghĩ gì là cân bằng là nhân quả tuần hoàn người chỉ đường cho ta ta cho người một cơ duyên đối với người thì chỉ đường chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể cho nghe một cơ duyên lớn trong mắt người ngoài nhưng đối với trung thần tú cũng là chuyện nhỏ bé không đáng kể đương nhiên chuyện này cũng không phải tuyệt đối lần trước trong nguyên thủy ma quật phương thất thiếu tương đối xui hắn chỉ đường cho trung thần tú trung thần tú cũng muốn cho hắn cơ duyên nhưng khổ nỗi Thiên phú bản thân phương thất thiếu đã rất tốt không cần trung thần tú cho cơ duyên còn nếu cho nhiều là phá hỏng cân bằng của hắn dường như cuối cùng phương thất thiếu không có cơ hội được giờ đầu còn lần này sở hữu may mắn hơn phương ta thiếu rất nhiều. Vật này là y lấy được trước, cho nên trung thần tú chỉ yêu cầu. Nếu như lúc ở nguyên thủy ma quật, thứ này chỉ là vật vô chủ, e là trung thần tú sẽ trực tiếp ra tay cướp ấy, không nợ nhân quả của bất cứ ai. Hơn nữa, hiển nhiên giá trị của nhân quả của triệu quát thông thiên mang ma văn này hơn hẳn chuyên chỉ đường rồi. Trung thần tú muốn đưa cho sở hưu một cơ duyên cực lớn, nhưng lại phát hiện với tiềm lực và thực lực của sở hưu hắn đã không có gì để cho sở hữu nữa. Chìa qua thông thiên mang mà vàn kia liền vị tinh nhân quả rất lớn. Hắn không thể cho sở hữu cơ duyên ngang giá trị được, đành phải bảo sở hữu tự mở miệng ra điều kiện. Nếu đổi lại là người khác nói vậy, chắc chắn sở hữu sẽ nghi ngờ. Nhưng tại trung thần tú nói ra, sở hữu lại tin. Với thực lực của trung thần tú, cướp thì cứ cướp, đoạt thì cứ đoạt. Hắn đã nói cho mình đưa ra điều kiện, vậy chẳng chắn là sẽ cho mình một câu trả lời công bằng cho nên sở hưu thận trọng hỏi dò điều kiện gì cũng được sao trung thần tú sắc mặt bình tĩnh rồi nói ta làm được là được sở hưu cau mày mấu mà chốt của vấn đề là ngươi làm được gì với không làm được gì giúp ta giết người được chứ trung thần tú gật gật đầu nói được giết ai môn chủ thiên môn quân vô thần trong nguyên thủy ma quật sở hưu giết chết thần tướng thiên môn tuy cuối cùng quân vô thần bị trung thần tú ép phải bỏ đi nhưng đã kết thủ kết oán Bây giờ nếu có thể giải quyết là chuyện tốt nhất, bằng không tương lai sẽ có một kẻ địch rất đáng sợ, đang chờ sở hưu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để làm một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.